Quảng Ninh với nhiều thành phần dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc người Giám Chỉ là một trong các dân tộc có dân cư đông đúc, chiếm khoảng 12% dân số trong toàn tỉnh. Giữa nhịp sống phát triển hiện đại, người Giám Chỉ vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu. Nằm cách thị trấn Tiên Yên gần 30 km, trên triền núi cao thoai thoải, xã Đại Dực là nơi cư trú của hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Không giống với phương cách sống du canh du cư của nhiều dân tộc thiểu số khác, cộng đồng người dân tộc Sán Chỉ luôn có tư tưởng ổn định về nơi ở, từ đó mới tính chuyện làm nương, trồng ngô, trồng lúa. Những nếp nhà sàn là một minh chứng rõ nét về sức sống lâu bền và thể hiện nét văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Nhà sàn của người Sán Chỉ có hai loại là nhà bốn mái và nhà hai mái. Nhà thường được làm bằng gạch đất, lợp ngói âm dương. Mỗi ngôi nhà là một không gian văn hóa rất đặc biệt. Trong đời sống tâm linh của người Sán Chỉ, đồng bào rất coi trọng các lễ cúng, các vật tổ, với quan niệm các vị thần vượt bảo trợ, che chở cho họ mọi lúc mọi nơi. Do vậy, để hiểu được các nghi lễ cúng bái thì việc tìm hiểu và gìn giữ chữ viết cũng rất quan trọng. Người Giám Chỉ không có chữ viết riêng mà sử dụng hệ thống bộ chữ Hán, phần biểu nghĩa, phần biểu âm ghép lại thành chữ Nôm Sán Chỉ, giống như chữ Hán Nôm người Kinh để ghi chép các bộ sách cúng, sách dạy học, các tập sách hát xóm cọ. Đại Dực không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang, các dòng thác hùng vĩ, những ngôi nhà sàn cổ, mà còn là nơi có sắc phục truyền thống rất đẹp. Các thiếu nữ dân tộc Sán Chỉ cùng khoe dáng tròn bộ váy áo được may bằng các màu xanh và màu đen, được thiết kế đơn giản phù hợp cho các hoạt động nông nghiệp, thể hiện sự chung thủy son sắt của người phụ nữ. Trang phục nam của người Sán Chỉ mộc mạc, giản đơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp với màu áo chàm, có hai túi rộng, quần dài, cạp chun, quần ống rộng để thuận lợi cho việc leo núi đồi. Mỗi bộ trang phục truyền thống, đặc biệt là trang phục ngày cưới, chính là một tác phẩm nghệ thuật mà người Sán Chỉ đã tạo nên từ sự cân cù, khéo léo và tinh tế của mình. Không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần, mà còn chứa đựng trong đó cả giá trị nhân văn sâu sắc, giá trị thẩm mỹ cao. Cũng giống như các đồng bào dân tộc thiểu số khác, người Sán Chỉ rất yêu ca hát, nhảy múa. Những câu dân ca được cộng đồng sáng tác và lưu truyền trên cơ sở nét văn hóa riêng có của dân tộc, những phong tục tập quán và quá trình lao động. Hát dân ca của người Sán Chỉ gắn liền với tập tục hôn nhân, chúc thọ, mời rượu, đối đáp trao duyên và được trình diễn dưới nhiều hình thức, bối cảnh và không gian khác nhau. Cái nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Sán Chỉ ở nơi đây là một trong những cái tiềm năng và lợi thế mà huyện đang rất là quan tâm. Và trong cái thời gian qua thì huyện đã quan tâm phát triển, bảo tồn các cái nét văn hóa bản sắc của đồng bào Sán Chỉ thông qua việc khôi phục nghi lễ cầu mùa, các cái làn điệu dân ca sóng cọ, bảo tồn trang phục cũng như là việc tổ chức các lễ hội mùa vàng hàng năm và tạo hiệu ứng rất là tốt đối với du khách. Đi kèm đó thì cái du lịch cộng đồng xã Đại Dực thì tôi tin rằng cũng sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để phát triển. Cũng có chủ trương thì của xã và của nhân dân thì cũng phải bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Sán Chỉ này, như vậy là khôi phục lại, như vậy là các cái văn hóa hát xuống cộ này, các cái trò chơi dân gian này, rồi là sưu tầm các cái cổ vật đồ vật để như vậy lưu trữ lưu niệm để không phải mai một sau này vẫn như vậy có cổ vật đồ vật để như vậy là giữ lâu dài để các thế hệ thì nhìn thấy. Như vậy là trước ấy thì cái lớp dân tộc Sán Chỉ đã có dân tộc Sán Chỉ từ nông nghiệp bắt đầu có cái gì, nông nghiệp có cái gì, sản xuất đời sống nhân dân là có cái gì, là sưu tầm về đây cũng chia đầy đủ, nhưng mà tôi để tiếp tục để sưu tầm đầy đủ cho vào cái nhà văn hóa này để bảo tồn, để giữ gìn lâu dài.
Sự phong phú về câu hát dân ca của người Sán Chỉ gắn liền với tài ứng khẩu và đặt lời mới của người hát. Với người Sán Chỉ, dân ca chính là một món ăn tinh thần không thể thiếu, có tác dụng khích lệ động viên, giúp con người xích lại gần nhau, yêu quê hương làng bản của mình hơn. Hàng năm cứ vào cuối tháng 10, nếu đến xã Đại Dực, huyện Tiên Yên vào mùa thu đông, du khách sẽ rất ấn tượng với những cánh đồng bậc thang lúa chín vàng, cùng hòa mình vào không khí lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Chỉ mùa vàng miền sóng cọ với nhiều các hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn. Đặc biệt, nét văn hóa đặc sắc của người Sán Chỉ ở Đại Dực được huyện Tiên Yên rất quan tâm gìn giữ và phát huy. Bởi vậy, nhiều năm gần đây, lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Chỉ đã trở thành truyền thống, được huyện Tiên Yên quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức thường niên. Nhiều hoạt động thể thao, vui chơi trong dịp lễ hội được tổ chức, như giao lưu bóng đá nữ Sán Chỉ, thi trình diễn trang phục dân tộc Sán Chỉ, thi ẩm thực, giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đánh cầu trinh, đánh gộ, bắn nỏ, thi các môn thể thao dân tộc, chạy việt giã băng qua mùa vàng. Trong lễ hội không thể thiếu trích đoạn lễ cầu mùa, hát sóng cọ. Đặc biệt là đối với người dân tộc Sán Chỉ thì hiện nay còn lưu giữ được rất là nhiều truyền thống bản sắc văn hóa. Đặc biệt đấy thì là ở đây là có những cái ruộng bậc thang, rồi là có thác, rồi là có những cái ngôi nhà cổ, thì rất mong là được các cấp là quan tâm tới đây, cũng mong muốn là phát triển hơn nữa và tạo ra những cái khu du lịch sinh thái hay là du lịch cộng đồng để cho các du khách ở trong huyện và ngoài tỉnh đến tham quan, để cho những cái cảnh đẹp đấy thì sẽ nhiều người biết đến hơn về xã Đại Dực. Có thể thấy, dù trải qua thời gian và có những thay đổi về kinh tế xã hội, thì người Sán Chỉ ở Tiên Yên vẫn luôn mong muốn lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc mình.